Các bạn thân mến, còn nhớ cách đây vài chục năm khi Việt Nam vừa mới giành độc lập, đất nước hình chữ S được xếp vào hàng các quốc gia nghèo nàn lạc hậu nhất nhì vùng. Đến cái ốc vít cũng không thể nào tự làm ra. Vậy nên có rất nhiều người tỏ ra xem thường năng lực sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là năng lực đóng tàu của nước nhà. Nhưng rồi bằng ý chí quyết tâm cao độ, bằng sự vượt khó đi lên không ngừng, Việt Nam đã ngày càng khẳng định được mình trên trường quốc tế. Không chỉ sở hữu nền kinh tế phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á, mà Việt Nam còn trở thành cái tên nổi danh trong ngành công nghiệp đóng tàu. Bây giờ đây, Việt Nam không chỉ đóng được tàu cá, tàu chiến mà còn đóng được cả loại tàu cao tốc có kích thước lớn gấp 3 lần máy bay Boeing, khiến thế giới phải ngỡ ngàng. Và đây cũng là thông tin nóng hổi mà chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả mọi người trong video clip này. Chi tiết ra sao mời các bạn theo dõi ngay sau đây sau khi đã nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn mỗi ngày nhé. Các bạn thân mến, thông tin Việt Nam sản xuất thành công siêu tàu cao tốc cỡ lớn đã được trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga đưa tin rộng rãi. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2024 vừa qua, cụ thể hơn là trong bài viết được đăng tải có tiêu đề Người Việt không làm nổi con ốc vít nhưng đóng tàu cao tốc bằng 3 chiếc Boeing. Trang tin Sputnik đã nói rằng siêu tàu cao tốc Thăng Long được xem là tàu chở khách lớn nhất trên biển Việt Nam. Giới thiệu trên website của đơn vị đóng tàu, công ty 189 cho biết, tàu Thăng Long có sức chứa 1.017 khách với chiều dài 77,46m, rộng 11,1m. Doanh nhân Đỗ Cao Bảo, một trong những thành viên sáng lập FPT đã ví von độ lớn của tàu bằng 3/4 chiều dài sân bóng đá đạt tiêu chuẩn quốc tế, gấp 3 lần chiếc máy bay Boeing 787 và lớn bằng 5 chiếc máy bay Airbus A321 trên trang Facebook cá nhân của mình. Bởi vì hiện tại dòng máy bay Boeing 787 mà Vietnam Airlines đang khai thác chỉ có chiều dài 63,7m với 274 ghế ngồi, còn máy bay Airbus A321 cũng chỉ dài khoảng 44,5m và có 184 chỗ ngồi mà thôi. Theo ông Đỗ Cao Bảo, tàu Thăng Long được lắp 3 động cơ hiện đại nhất thế giới do Rolls-Royce MTU của Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất với tổng công suất đạt gần 12.000 mã lực. Nó giúp vận tốc tàu đạt lên đến 32 hải lý một giờ, tức là hơn 57,6 km/h khi chạy không tải. Vậy nên nếu đưa vào vận hành, thời gian di chuyển của tàu Thăng Long từ thành phố Hồ Chí Minh lên Côn Đảo chỉ mất khoảng 4,5 tiếng và từ Vũng Tàu ra Côn Đảo cũng chỉ mất 3,5 tiếng là cùng. Được biết là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 189 hay là nhà máy Z189, doanh nghiệp quốc phòng thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng Việt Nam chính là đơn vị đã cho ra đời con tàu siêu tốc này. Nói thêm về nhà máy Z189, vào ngày 17 tháng 1 năm 1989, Tư lệnh Quân khu 3 ban hành quyết định 14 chuyển đổi xưởng 10B thuộc Phòng Công binh Bộ Tham mưu Quân khu 3 thành Xí nghiệp 189 thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế. Ngoài đóng các tàu cao tốc Thăng Long, nhà máy Z189 còn tạo ra nhiều sản phẩm cơ khí quân sự hiện đại có độ chính xác cao. Nơi đây đã đóng thành công hàng chục tàu tuần tra, hàng trăm xuồng tuần thám đáp ứng tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đồng thời, Z189 còn cho ra đời hàng vạn tấn kết cấu kim loại, gần 100 tàu nổi và trên 1.000 xuồng các loại. Không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước, nhà máy Z189 còn cung cấp sản phẩm ra nước ngoài để phục vụ nhu cầu xuất khẩu của nước nhà. Để có được thành công đó, tất cả là nhờ vào công nghệ đóng tàu hiện đại mà Z189 sở hữu cho mình. Trong đó bao gồm công nghệ nâng hạ tàu bằng hệ thống sàn nâng Rolls-Royce có sức nâng hơn 3.000 tấn, công nghệ dịch chuyển tàu bằng hệ thống xe và đường truyền đồng bộ từ xưởng đóng tàu ra sàn nâng bên ngoài, công nghệ triển khai phóng dạng thiết kế thi công đóng tàu Ship Constructor, công nghệ gia công chi tiết cơ khí có độ chính xác cao bằng các thiết bị tân tiến như máy phay vạn năng, máy cắt tự động, máy tiện CNC, máy đo công suất động cơ diesel, máy hàn tự động, máy lốc tôn, máy uốn ống, máy gia công cơ khí, máy kiểm tra khuyết tật mối hàn, máy đo tốc độ và máy đo tôn theo chiều dài. Vâng, đúng như những gì mà trang tin Sputnik đăng tải rộng rãi suốt thời gian qua, tàu cao tốc Thăng Long là món hàng nóng vừa được Việt Nam ra mắt gần đây. Đến buổi sáng ngày 7 tháng 3 năm 2024, siêu tàu Thăng Long đã cập cảng Cầu Đá, thành phố Vũng Tàu để chuẩn bị cho hải trình Vũng Tàu Côn Đảo vào lúc 7 giờ 30 ngày 9 tháng 3 năm 2024. Sau đó nó sẽ di chuyển ngược chiều từ Côn Đảo về Vũng Tàu. Với tốc độ tối đa lên tới 35 hải lý một giờ, tàu Thăng Long có thể đi từ Vũng Tàu đến Côn Đảo chỉ trong 4 giờ. Nó rút ngắn ngoạn mục thời gian di chuyển cho hành khách bận rộn với núi công việc chất chồng. Nhưng đặc biệt hơn là với thiết kế độc đáo của mình, tàu có thể hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như gió giật cấp 8 với chiều cao sóng lên đến 6m. Theo đó, tàu Thăng Long có thể giảm thiểu tối đa độ lắc dọc, tạo tâm lý thoải mái an nhàn cho hành khách trên chuyến hành trình dài. Tiếp tục đi sâu vào bên trong nội thất, siêu tàu Thăng Long
khiến cho ai nấy cũng phải ngỡ ngàng trước tiêu chuẩn thiết kế chuẩn châu Âu. Điều này giúp cho không gian bên trong tàu cao tốc có được vẻ đẹp sang trọng với đầy đủ tiện nghi hiện đại đi kèm. Nổi bật lên trong đó chính là mặt boong thoáng mát, có khoang VIP 300 ghế ngồi sang chảnh, được lắp đặt hệ thống màn hình giải trí đẹp, sắc nét vô cùng. Vậy nên các chuyên gia trong ngành đánh giá, với kích thước lớn cùng thiết kế đặc biệt có 102 như thế, tàu Thăng Long sẽ có khả năng rẽ sóng ổn định, nó giúp cho hành khách không bị say sóng mà thay vào đó là có được trải nghiệm êm ái, thư giãn như mong chờ. Nhưng điều bất ngờ là giá vé được niêm yết cho tàu cao tốc Thăng Long lại không quá đắt đỏ như nhiều người vẫn nghĩ. Hiện tại nó đang dao động chỉ từ 790.000 đến 950.000 một lượt cho loại vé phổ thông và khoảng 1.200.000 một lượt cho vé dịch vụ chất lượng. Đối với vé dành cho trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi thì con số niêm yết dao động từ 550.000 đồng đến 760.000 đồng một lượt. Mức giá này chưa bao gồm phí sử dụng dịch vụ tại cảng tàu khách Côn Đảo. Theo kế hoạch dự kiến, tàu cao tốc Thăng Long sẽ tạm thời phục vụ tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo đến hết tháng 3 năm 2024, sau đó nó sẽ được đưa vào vận hành tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo từ đầu tháng 4 này. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng, mặc dù tàu Thăng Long to khủng là thế, hiện đại là thế, nhưng nếu so sánh nó với con tàu cao tốc của các nước Mỹ Âu khác thì siêu phẩm của Việt Nam vẫn còn thua kém về tốc độ vận hành. Trong tương lai tới, đất nước hình chữ S cần phải cải tiến hơn nữa bộ động cơ của tàu nếu muốn con cương của mình có thể sánh ngang với các bom tấn đến từ cường quốc đóng tàu hàng đầu. Đây cũng chính là yêu cầu đặt ra dành cho cha đẻ của tàu Thăng Long. Và có vẻ như yêu cầu đó cũng không quá khó khăn để thực hiện bởi vì nhà máy Z189 được biết đến như là nơi đóng mới vô số tàu, thuyền và cấu kiện kim loại cực kỳ tiên tiến như Sputnik đã nói. Trong đó có nhiều sản phẩm hiện đại đòi hỏi cao về tiến độ, trình độ kỹ thuật và công nghệ tiến hành như là siêu tàu khách vỏ hợp kim nhôm 1.000 chỗ lần đầu tiên được thi công đóng mới tại Việt Nam, tàu cứu hộ tàu ngầm Besan EGS-8316 và Stoker RGS-9316, tàu huấn luyện hàng không MV Sycamore MATV-2300 cho Hải quân Hoàng gia Australia, tàu cung ứng thuyền viên cao tốc FCS-5009, FCS-3307, FCS-2610 cho tập đoàn Damen của Hà Lan, xà lan chuyên dụng xuất khẩu sang Australia và 4 tàu cao tốc Manta MT-17 xuất khẩu sang Singapore, mang lại doanh thu kinh tế trên 55% tổng giá trị doanh thu hàng năm của nước nhà. Công ty này thậm chí còn đóng mới thành công các gam tàu quân sự có yêu cầu kỹ thuật cao với trang bị hiện đại như là tàu chở quân K-122, tàu tuần tra đa năng cỡ lớn ZN-2000, CSB-8001, CSB-8004 lần đầu tiên thi công đóng mới tại Việt Nam, tàu quân y 561 Khánh Hòa 01 được mệnh danh là bệnh viện trên biển, phục vụ rất tốt cho công tác khám chữa bệnh cho các quân nhân nhà nghề. Nói như vậy để thấy rằng, ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp, năng lực sản xuất tàu của Việt Nam đã được nâng cấp qua từng ngày. Và sự ra đời của siêu tàu cao tốc Thăng Long chính là bước ngoặt lớn, giúp Việt Nam bước vào hàng ngũ các cường quốc đóng tàu hàng đầu khu vực. Nhưng để có thể ghi danh mình vào hàng top 10 trên thế giới, thì ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam cần phải cố gắng hơn nữa để mang đến những cải tiến tốt hơn cho các siêu phẩm sau này. Các bạn thân mến, trong vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã có bước phát triển nhảy vọt. Theo đó, Việt Nam đã có thể tự sản xuất ra các loại vũ khí có tính sát thương lớn hay những chiếc máy bay không người lái có nhiều ưu điểm vượt trội, khiến Mỹ phải rốt ráo đặt mua số lượng khủng cho mình. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Mới đây, Đại tướng Phan Văn Giang của Việt Nam đã tự tin tuyên bố trước rất đông các đại biểu và các nhà lãnh đạo của nước nhà rằng Việt Nam có thể đóng tàu cho cả thế giới, kể cả là tàu chiến hiện đại có tải trọng khủng hàng đầu. Vậy thực hư ra sao, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Sau khi mà các bạn nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé. Theo tờ báo Thanh Niên Online đưa tin vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 cho biết, chiều ngày 28 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Khi cho ý kiến, đa số các đại biểu đều tán thành sự cần thiết của việc xây dựng luật, đồng thời đề nghị nghiên cứu thêm một số vấn đề mang tính chiến lược toàn cầu. Trong cuộc hội thảo này, đại biểu Tạ Đình Thi, Đoàn Hà Nội cho rằng, dự án luật cần thể hiện rõ hơn nữa tư duy hướng biển, tiến ra biển, làm chủ biển, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên môi trường và không gian biển. Bởi vì theo ông Thi, Việt Nam là quốc gia sở hữu hơn 3.000 đảo và quần đảo lớn nhỏ.
Theo đó, biển đảo chính là môi trường sinh tồn, phát triển đời đời bền vững của dân tộc, nhất là khi Biển Đông có lợi thế quan trọng về địa chính trị, địa quân sự, địa kinh tế, địa tự nhiên đối với nước nhà. Vì thế, dự án luật cần được tiếp cận theo hướng gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Trong đó, nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế, biển là trọng tâm hàng đầu. Cùng với những nhận định sắc bén nêu trên, ông Thi đã nhận được sự tán đồng của hầu hết các đại biểu có mặt trong buổi hội thảo hôm đó. Riêng Đại tướng Phan Văn Giang cũng im lặng lắng nghe hồi lâu ý kiến của các đại biểu như ông Thi, rồi chậm rãi đưa ra lời giải thích ngắn gọn, xúc tích rằng: đúng như quý vị nói, đất nước của chúng ta là đất nước làm giàu từ biển, thì công nghiệp quốc phòng không phải chỉ có lục địa. Vì vậy, chúng ta sản xuất tất cả các loại vũ khí trang bị để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ví dụ như việc chúng ta đóng tàu cho cả thế giới, tàu chiến đấu hẳn hoi chứ không phải chỉ là có mỗi cái tàu đánh cá đâu. Chúng ta có cả các dây chuyền sản xuất, kể cả dây chuyền sản xuất các loại vũ khí chiến lược bắn ở các cự ly khác nhau, các loại mục tiêu khác nhau, không chỉ trên đất liền, không chỉ trên không mà còn cả trên mặt nước nữa. Tuy nhiên hôm nay thì không có thời gian, và hơn nữa là tôi cũng không được phép nói sâu hơn để chúng ta hiểu về cái nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng là làm những gì, bắn ở đâu, bắn ra làm sao, nên chỉ có thể báo cáo với các đồng chí như thế ngay bây giờ. Vâng, đối với những ai không theo dõi sự phát triển mạnh mẽ của nền quốc phòng Việt Nam, chắc chắn sẽ cho rằng Đại tướng Phan Văn Giang, kia Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chỉ đang bốc phét trước các vị đại biểu đến từ khắp các tỉnh thành. Nhưng còn nói với những người thực sự am hiểu, thì hầu hết mọi người đều biết những gì mà tướng Giang nói vẫn còn rất khiêm tốn so với những gì mà Việt Nam đã làm được trong thời gian qua. Bởi vì cách đây hơn 10 năm, đất nước hình chữ S đã cho ra đời những con tàu made in Việt Nam, khiến cho cả thế giới phải trầm trồ. Chẳng hạn như các siêu phẩm tiên tiến được tờ báo điện tử Chính phủ, báo Phú Thọ Online và nhiều trang báo lớn nhỏ khác đưa tin như sau. Vào buổi sáng ngày 25 tháng 9 năm 2012, tại Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức bàn giao tàu pháo TT-400TP số hiệu HQ-275, chiếc số 4 cho quân chủng Hải quân. Trước đó, tàu pháo quân sự mang số hiệu TT-400TP số 1 do công ty đóng tàu Hồng Hà thực hiện đã được bàn giao cho quân chủng Hải quân để đưa vào sử dụng vào sáng 16 tháng 1 năm 2012. Đây là chiếc tàu quân sự đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Tàu TT-400TP có chiều dài 54,16m, rộng 9,16m, lượng giãn nước đầy tải là 480 tấn. Tốc độ di chuyển tối đa 32 hải lý trên 1 giờ, với tầm hoạt động lên đến 2.200 hải lý. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 30 ngày đêm với khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5 và chạy trong điều kiện gió cấp 9 và cấp 10. Đặc biệt, TT-400TP được trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại như là pháo AK-630, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, hệ thống radar, hệ thống nhận biết địch, ta, hệ thống quang điện từ, các kho đạn pháo và tên lửa đạn đạo. Tất cả đều được tích hợp qua nhiều hệ thống tự động hóa, có tính chính xác cao, bảo đảm tác chiến trong mọi địa hình. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2012, Cục Cảnh sát Biển Việt Nam và đại diện nhà máy Z189 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và hãng đóng tàu Daben của Hà Lan đã tổ chức lễ ấn nút hạ thủy và bàn giao tàu ZN2000 dựa trên nguyên mẫu OPV9014 mang số hiệu CSB8001. Đây là tàu CSB lớn nhất được Việt Nam tự đóng mới và hạ thủy. Chiếc tàu này đạt tiêu chuẩn châu Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu vũ trang Việt Nam từ trước đến giờ. Tàu được thiết kế để hoạt động ổn định ở điều kiện sóng gió cấp 9, cấp 12 và có thể kéo các tàu khác ở độ choán nước hàng ngàn tấn trên biển. Vậy nên có thể nói, ZN2000 là tàu cảnh sát biển cỡ lớn đầu tiên được đóng mới tại Việt Nam hoàn toàn. Thân tàu dài 90m, rộng 14m với độ cao mạn tàu là 7m. Khi hoạt động trên biển, ZN2000 có thể đạt tốc độ hải trình tối đa là 21 hải lý một giờ trong tầm hoạt động 5.000 hải lý. Đặc biệt là tàu còn mang theo một máy bay trực thăng KA-28 của Nga và các trang bị khác đi kèm. Đáng chú ý hơn, vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận hai tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378. Đây là loại tàu chiến đấu tên lửa hiện đại được trang bị vũ khí điều khiển tự động có nhiều đặc tính ưu việt lần đầu tiên được triển khai đóng mới tại Việt Nam.
Cặp tàu tên lửa này thuộc chương trình đóng tàu 12418 do Tổng công ty Ba Son thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng triển khai thực hiện suốt thời gian dài. Tiếp đến là sự kiện Tổng công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển 8002 vào sáng ngày 4 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là chiếc thứ hai được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ cho mình. Tính đến năm 2020, hàng chục tàu tuần tra cao cấp của Việt Nam đã được xuất ngoại sang tận châu Phi. Còn gần đây thì tại quân cảng căn cứ 696 Nhơn Trạch, Đồng Nai, Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ. Tàu 381 là chiếc tàu tuần tra mang tên lửa diệt hạm đầu tiên được đóng mới trong nước theo dây chuyền chuyển giao công nghệ của Liên bang Nga. Với sức cơ động cao, hỏa lực mạnh cùng khả năng tàng hình tốt, tàu 381 có nhiệm vụ tuần tiễu, trinh sát độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển khi cần bảo vệ chủ quyền. Theo đó, Việt Nam được trang tin Insider Monkey Mỹ xếp ở vị trí thứ 7 trong danh sách Top 15 cường quốc đóng tàu hiện đại trên thế giới, dựa vào dữ liệu do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển cung cấp trong năm 2021. Cụ thể hơn là Việt Nam, với tỷ lệ phần trăm số tàu đã đóng đạt 0,61%, được xếp trên 8 nước góp mặt trong bảng danh sách vàng và xếp phía dưới Đức, Italia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc với nước bạn láng giềng Trung Quốc. Nhưng theo trang tin uy tín đánh giá thứ hạng của Việt Nam, có thể sẽ vươn lên vị trí thứ 5, thậm chí là thứ 4 trong bảng xếp hạng toàn cầu, chỉ sau 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong thời gian tới. Bởi vì đất nước hình chữ S hiện đã sở hữu tiềm lực đóng tàu khá mạnh với hơn 100 bến cảng và gần 20 nhà máy đóng tàu tiên tiến hàng đầu. Vậy nên, có thể nói, những gì bà Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định là hoàn toàn có cơ sở. Ngành quốc phòng an ninh, đặc biệt là ngành đóng tàu của Việt Nam, đang từng bước khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế, cùng với năng lực thiết kế đóng mới tàu chiến mạnh mẽ vô cùng. Theo đó, đất nước hình chữ S có thể đảm bảo được chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông cùng với những con tàu chiến hiện đại bậc nhất, đồng thời tìm kiếm được nguồn ngoại tệ không hề nhỏ khi trở thành nhà sản xuất tàu chiến chất lượng cao, giá rẻ, được nhiều quốc gia trên thế giới săn đón cho mình.